Hello, xin chào tất cả các bạn và các em sinh lớp 10 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 1 mệnh đề trong sách giáo khoa toán lớp 10 trang trời sáng tạo nha các em. Từ khóa mệnh đề vô định, mệnh đề kế theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương. Mệnh đề chứa ký hiệu với mọi tồn tại, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ. Hãy theo dõi tình huống dưới đây. Giả thiết là tam giác ABC căng. Kết luận là tam giác ABC có hai góc đáy bằng nhau. Hãy phát biểu định lý có tóm tắt như trên bảng bằng những cách sau. Tam giác ABC căng khi đó tam giác ABC có hai góc đáy bằng nhau. Nếu tam giác ABC căng thì có hai góc đáy bằng nhau. Thì ta có thể phát biểu như thế này: tam giác ABC căng suy ra nó có hai góc đáy bằng nhau. Tam giác ABC căng kéo theo nó có hai góc đáy bằng nhau. Tam giác ABC căng là điều kiện cần và đủ để nó có hai góc đáy bằng nhau. Hoặc là tam giác ABC có hai góc đáy bằng nhau là điều kiện cần và đủ để tam giác ABC căng. Như vậy là mình sẽ học rất là nhiều mệnh đề nha các em. Mệnh đề, xét các mệnh đề sau. 1 cộng 1 bằng 2. 2. Dân ca quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 3. Dơi là một loài chim. 4. Nấm có phải là một loài thực vật không? 5. Hoa hồng đẹp nhất trong các loại hoa. 6. Trời ơi nóng quá. Trong những câu trên, câu nào là khẳng định đúng? Câu nào là khẳng định sai? Như vậy câu số 1 cộng 1 bằng 2 là khẳng định đúng. Dân ca quan họ là di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại là cũng câu khẳng định đúng luôn các em. Bởi vì thực tế nó là như vậy mà. Bởi vì người ta đã chấp nhận, xác nhận rồi. Dơi là một loài chim thì khẳng định đây là không đúng, là sai. Vì dơi thực ra nó bay được nhưng mà nó không phải là chim. Câu không phải là khẳng định là câu hỏi hoặc là câu cảm thán sẽ là không phải là câu khẳng định. Ví dụ nấm có phải là một loại thực vật không? Đây là không phải là mệnh đề. Là không phải câu khẳng định. Nấm có phải là một loại thực vật không? Rồi hoa hồng đẹp nhất trong các loại hoa. Rồi trời ơi nóng quá. Trời ơi nóng quá là một câu cảm thán cho nên không phải là câu khẳng định. Còn câu là khẳng định nhưng không thể xác định nó là đúng hay là sai thì là câu đó là hoa hồng đẹp nhất trong các loại hoa. Thì ta qua mệnh đề có thể là đúng này, hoặc là sai. À, một mệnh đề khẳng định có khi nói ra là đúng mà có khi nói ra là sai. Một mệnh đề đúng, một mệnh đề khẳng định đúng gọi là mệnh đề đúng. Mệnh đề khẳng định sai gọi là mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai. Ta qua ví dụ một. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? 3 là số lẻ, 1 cộng 2 lớn hơn 3. Câu nào là mệnh đề? Như vậy, 3 là một số lẻ là một mệnh đề. Nhưng mà là mệnh đề đúng luôn. 1 cộng 2 là bằng 3. Rồi 3 mà lớn hơn 3 là mệnh đề thì không đúng rồi, mệnh đề sai. Bi là số vô tỷ phải không? Là câu hỏi, không phải là mệnh đề. Câu không phải không 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 một là rất bé, không có tính đúng hoặc tính sai do đó. Do không được đưa ra được tiêu chí thế nào là số bé, rất bé. Do đó nó không phải là mệnh đề. Đến năm 2025, con người sẽ đặt chân lên sao Hỏa là một khẳng định chưa thể chắc chắn là đúng hay sai.
Tuy nhiên nó chắc chắn chỉ có thể đúng hoặc sai cho đó, nó cũng có thể, nó cũng là một mệnh đề. Đã qua phần thực hành một, trong các câu sau câu nào là mệnh đề? Như vậy căn hai là số vô tỷ thì nó là một mệnh đề, và mệnh đề đúng luôn á. Câu B, 1 trên căn 2 cộng 1 trên căn 3 cộng cho đến 1 trên căn 10 lớn hơn 2, đây là cũng mệnh đề luôn nha. Mệnh đề luôn, khẳng định đúng. 100 tỷ là số rất lớn. 100 tỷ là số rất lớn, không lại là không phải là mệnh đề, do là một khẳng định không đúng, không sai. Đối với người này thì rất lớn, nhưng đối với người khác thì không, chưa chắc lớn. D, trời hôm nay đẹp quá, không là mệnh đề. Vì nó không là một khẳng định, vì đây là câu cảm thán. Ta qua thực hành hai, xác tính đúng sai của các mệnh đề sau. Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới. Như vậy Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới là mệnh đề đúng. Mệnh đề đúng. Câu B, căn của trừ 5 bình phương. Căn của âm 5 bình phương nó bằng âm 5, nó bằng 5. Như vậy đây là mình đề sai. 5 bình cộng 12 bình bằng 13 bình, đây là một mệnh đề đúng. Bởi vì đây nó sẽ là 55 cộng 144 bằng 169, đây cũng bằng 169. Tôi qua phần 2, mệnh đề chiếu biến. Từ qua ví dụ 2, cho các mệnh đề chiếu biến với 2x bằng 1, rồi là 2x cộng y bằng 3 là chiếu biến x y. Đây là chiếu biến x. Tn là 2n cộng 1 là số chẵn, đây n là số biến này. Với những mệnh đề chiếu biến trên, tìm những giá trị của biến để nhận được một mệnh đề đúng hay mệnh đề sai. Ta thấy B của 1 phần 2 thì mình thế vào là bằng 1, như vậy là đúng. Với x bằng 1 phần 2 thì nó là đúng. Câu B, với x bằng 1, với x bằng 1 thì B1 sẽ bằng 2 nhân 1 là bằng bằng 1, bằng 1 là sai. Như vậy với x bằng 1 thì nó lại sai. X bằng 1 phần phần 2 thì nó đúng, nhưng mà với bằng 1 thì nó lại sai nha. Bởi vì 2 không phải bằng 1 được. Qua câu B, với x bằng 1, y bằng 1 thì ta thế vào thì 2 cộng 1 bằng 3 là đúng. Nhưng mà với x bằng 1, y bằng 2 thì nó lại sai. Như vậy nó có thể đúng mà có thể sai tùy theo cái giá trị của cái biến nó là bao nhiêu. Câu C, 2n0 cộng 1 là số lẻ. Do đây cái này nó là mệnh đề này mà người ta nói là nó 2t cộng 2n cộng 1 là số chẵn, nhưng mà nó là mệnh đề sai nha. Nó không bao giờ đúng. Ta qua phần thực hành 3. Với mỗi mệnh đề chiếu biến sau, tìm những giá trị của biến để nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai. Như vậy với x bằng căn 2, B của căn 2 thì nó là đúng. B của căn 2 này này là đúng. Nhưng mà ví dụ như x bằng mấy? Ví dụ x bằng 0 đi. X bằng căn 2. Không bình hơn bằng 2 thì sai. Câu B,
X bình phương bằng 0, X bình phương cộng 1 thì luôn luôn lớn hơn 0 với mỗi x trời. Với mỗi x, số x nào nó cũng lớn hơn 0 đấy. À, còn câu 3 thì với n bằng 1 thì suy ra 2 cộng 1 chia hết cho 3. Nhưng mà với m và n bằng 5 đi, chia ra 5 cộng 1, 5 cộng 2 5 cộng 2 là bằng 7, không chia hết cho 3. Ta qua bài tiếp phần tiếp theo. Ta qua bằng mệnh đề phủ định. Mệnh đề phủ định nha em. Xét các mệnh đề nằm cùng dòng ở bảng có cột B và trừ B sau đây. Thì dơi là một loài chim, thì dơi không là một loài chim, không phải. Thì đây là phủ định của B. Bi không phải là số hữu tỉ, thì qua đây phủ định sẽ là bi là số hữu tỉ. Căn 2 cộng căn 3 lớn hơn căn 5, thì qua đây là căn 2 cộng 3 nhỏ bằng căn 5. Và căn 2 cộng căn nhân căn 18 bằng 6, thì qua đây là nó khác 6, thì nó là phủ định nha. Ta qua ví dụ 3. Phát biểu mệnh đề phủ định sau tháng 12 dương lịch có 31 ngày, thì phủ định sẽ là không phải tháng 12 dương lịch có 31 ngày. Đó. Rồi 9 mũ 10 lớn hơn bằng 10 mũ 9, thì phủ định của nó là sẽ nhỏ hơn 10 mũ 9. Phương trình này có nghiệm, thì phủ định của nó sẽ là vô nghiệm. Ta qua thực hành 4. Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau, xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề và mệnh đề phủ định của mệnh đó đề đó. Thì Paris là thủ đô của nước Anh. Thì bây giờ mình ghi sửa cái này thằng thêm chữ không vào nha. Là nên mình chuyển thành không là Paris không là thủ đô của nước Anh. Paris là thủ đô của nước Anh là mệnh đề đúng. Nhưng mà Paris không là thủ đô. À, xin lỗi em. Paris là thủ đô của nước Anh là mệnh đề sai, bởi vì Paris là thủ đô của nước Pháp. Như vậy không là thủ đô của nước Anh thì là đúng. Hai mươi ba là số nguyên tố, là mệnh đề đúng. Nhưng mà 23 không là, không phải là số nguyên tố, thì mệnh đề là sai. 2023 chia hết cho 3, bởi vì 2 cộng 0 là 2 cộng 2 là 4. Chia hết cho 3 là mệnh đề sai, bởi vì mệnh đề này 2021 không chia hết cho 3. Như vậy qua mệnh đề phủ định là không, không chia cho 3, 2021 không chia cho 3 thì mệnh đề đúng. Đây thầy ghi tắt này em phải ghi vô đây 2021 không chia cho 3 nha. Câu D, phương trình này là vô nghiệm. Phương trình x bình phương trừ 3x cộng 4 vô nghiệm, coi thử delta nó bằng gì. Delta nó bằng b phương là 9 trừ 4 nhân 4 là bằng âm âm 7 nhỏ không, là vô nghiệm là đúng. Như vậy phủ định của nó là có nghiệm, là mệnh đề sai. Như vậy mình đáp lại nè, Paris là thủ đô của nước Anh là mệnh đề sai, bởi vì Paris là thủ đô của nước Pháp.
Thì phủ định mà là mệnh đề của này là Paris không là thủ đô của nước Anh. 23 là số nguyên tố là đúng. Thì mệnh đề phủ định của nó là 23 không phải là số nguyên tố. Mệnh đề sai. 2021, 21 chia hết cho 3 là mệnh đề sai. Phủ định của nó sẽ là 2021 không chia hết cho 3 là mệnh đề đúng. Câu D, phương trình x bình trừ 7 cộng 4 là vô nghiệm là mệnh đề đúng. Thì mệnh đề phủ định của nó sẽ là phương trình x bình phương trừ 7 cộng 4 là có nghiệm. Thì là mệnh đề sai. Mệnh đề kéo theo. Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì nó là tam giác căng. Nhưng mà kéo theo là thì. Nếu thì. Nếu 2A trừ 4 lớn hơn 0 thì A lớn hơn 2. Thì đây người ta gọi là kéo theo. Như vậy mình xét tính đúng sai của nó. Nếu tam giác ABC là một tam giác đều thì nó cũng là tam giác căng, nhưng mà đây là đúng. Nếu 2A trừ 4 lớn hơn 0 rồi, đây cũng là mình để đúng luôn. Mỗi mệnh đề đều có dạng nếu B thì Q, chỉ ra B và Q ứng với mệnh đề. Như vậy B thì mình có gì coi em. B là tam giác ABC là tam giác đều nè. Q thì là tam giác căng. B là A trừ 2, A trừ 4 lớn hơn 0. Q là A lớn hơn 2. Cái này nó lý thuyết rất là nhiều nha em. Tôi qua ví dụ 4. Xét tính đúng sai của mệnh đề. Nếu ABC là có hai góc bằng 60 độ, nó là tam giác đều, thì mệnh đề là mệnh đề đúng nha em. Bởi vì nó có hai góc 60 độ rồi thì góc còn lại cũng 60 độ. Lấy 180 trừ đây, đây 60, 60 là 60 độ. Như vậy đây là mệnh đề đúng. Từ trừ 2 nhỏ hơn trừ 3, ta suy ra trừ 3 bình phương nhỏ hơn trừ 2 bình phương. Như vậy đây là mệnh đề sai. Đây 9 thì nó phải lớn hơn chứ không nên nhỏ được. Trọng tâm khi mệnh đề B si rưng ra Q là định lý, ta nói B là giả thiết và Q là kết luận. B là điều kiện đủ của Q để có Q và Q là điều cần để có P. Ví dụ 5. Sử dụng các thuật ngữ điều kiện cần, điều kiện đủ để phát biểu định lý. Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì hai đường chéo bằng nhau. Thì ta phát biểu như sau. Tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện cần để nó là hình chữ nhật. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật là điều kiện đủ để nó có hai đường chéo bằng nhau. Ta qua thực hành 5. Xét hai mệnh đề phát biểu PCW. Thì mình phát biểu PCW là như thế nào? Nếu hai tam giác ABC và A phẩy, B phẩy, C phẩy bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau. Hoặc là hai tam giác ABCD có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để chúng bằng nhau. Ta qua mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương. Ta qua khám phá 5. Xét hai mệnh đề dạng BCW như sau, nếu tam giác ABC là tam giác đều thì nó có hai góc bằng 60 độ. Nếu A bằng 2 thì A bình trừ 4 bằng 0. Chỉ ra B và Q xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề trên.
với mỗi mệnh đề đã cho phát biểu quy CWB và xét tính đúng sai của nó. Thì mình sẽ có mệnh đề PCW là B là tam giác ABC là tam giác đều. Q là tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ. Đây là B này. Thì mệnh đề nó sẽ là nếu tam giác ABC đều thì nó có hai góc bằng 60 độ. À, BQ rồi. Còn cái câu B. B sẽ là A trừ 2. Q sẽ là A bình trừ 4. Và ta thấy là mệnh đề BCQ của mệnh đề đầu tiên là mệnh đề đúng. Còn do đó B A bằng 2 thì A bình phương trừ 4 cũng bằng 0. Bởi vì 4 trừ 4 bằng 0. Như vậy mình đề B C Q Q này cũng đúng luôn. Mệnh đề Q C B gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề B C Q. Q C B là mệnh đề đảo của Q C B. À, của B C Q. Nếu hai mệnh đề BCW và QCW đều đúng thì B và Q là hai mệnh đề tương đương. Ký hiệu là B tương đương với Q. Ta qua ví dụ 6. B là tam giác ABC là tam giác vuông tại A. Thì ta có AB bình cộng AC bình là bằng BC bình. Hai mệnh đề B và Q có tương đương nhau không? Như vậy theo định lý Pythagore ta có BCQ và QCB đều đúng. Do đó B và Q là hai mệnh đề tương đương. Tương đương như này ta khi là tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi AB bình cộng AC bình bằng BC bình. Ta qua thực hành 6. Xét hai mệnh đề tứ giác ABCD là hình vuông, tứ giác AQ là tứ giác BCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc nhau. Như vậy mình phát biểu mệnh đề BCQ là nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì nó là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau. À, rồi đó là phát biểu mệnh đề BCQ. Hai mệnh đề B và Q có tương đương nhau không? Mệnh đề QCB là nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc nhau thì nó là hình vuông. Theo dấu hiệu nhận biết hình vuông thì hai mệnh đề BCQ và QCB đều đúng. Do đó B và Q là hai mệnh đề tương đương. Ta có thể phát biểu như sau: tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là điều kiện cần và đủ để nó là hình vuông. Hoặc tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi nó là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau. Ta qua phần mệnh đề chứa ký hiệu với mọi tồn tại. Khám phá 6. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau. Với mọi số tự nhiên x, căn x là số vô tỉ. Ví dụ căn 9 thì nó bằng 3 thì làm sao số vô tỉ được. Mà căn 2, căn 3 thì nó là số vô tỉ. Như vậy có lúc nó là số vô tỉ mà có lúc thì nó lại số 9,
không phải số vô tỷ, nhưng mà mệnh đề nên bị sai. Bình phương của một số thực đều không âm, nhưng mà đúng, ít bình thì lớn bằng không. Bây giờ có số nguyên cộng với chính nó là bằng không, cũng đúng luôn, có số không nè. Có số tự nhiên n sao cho 2n trừ 1 bằng 0 thì n phải bằng 1 phần 2, chuyển số 1 qua chia cho 2. Như vậy có số tự nhiên, mà đây đâu phải số tự nhiên đâu. Như vậy bên này mình sai. Trong toán học để ngắn gọn, người ta dùng ký hiệu với mọi và tồn tại để phát biểu những mệnh đề như ở lăng kính 6, khám phá 6. Chẳng hạn có thể viết lại mệnh đề trên lần lượt như sau. Với mọi x thuộc n, x là số vô tỷ. Với mọi x thuộc số thực, x bình phương lớn hơn bằng 0. Tồn tại x thuộc z sao cho x cộng x bằng 0. Tồn tại n thuộc n sao cho 2n trừ 1 bằng 0. Ta nói 1 và 2 là mệnh đề chứa ký hiệu với mọi. 3 và 4 là mệnh đề chứa ký hiệu tồn tại. Tổng quát hơn có thể phát biểu hai mệnh đề này như sau. Với mọi x thuộc m, bx tồn tại x thuộc m, bx. Ta qua ví dụ 7. Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau. Thì ta thấy đây là ta phân tích thành rồi. Ừ, cái này là lớn bằng không, như vậy đây là đúng. Mệnh đề với mọi x này lớn không là đúng rồi, đúng không? Đúng. Và mệnh đề phủ định của nó là mệnh gì? Mệnh gì? Là tồn tại x thuộc r sao cho x bình phương cộng x nhỏ hơn hoặc bằng không là mệnh đề sai. Bởi vì không có số nào mà thế vô đây mà để nó nhỏ hoặc không hết. Còn mệnh đề này là mệnh đề sai nè. Vì sao? Vì delta nó bằng b bình lầm bầm 9 trừ 4ac là trừ 16. Nhỏ hơn không là phương trình vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm thì đâu có thể tồn tại một cái số x nào để cho thuộc r để mà nó bằng không đâu. Mệnh đề của phủ định này là mệnh đề với mọi x thuộc r sao cho cái này là khác không. Đây là mệnh đề đúng. Hoạt động 7, sử dụng ký hiệu với mọi tồn tại để viết các mệnh đề sau. Với mọi x thuộc r cho x cộng cho trừ x là bằng 0. Có một số tự nhiên n thuộc n lớn sao cho bình phương của nó là bằng 9. Thực hành 8. Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của mẫu mệnh đề sau. X bình phương lớn hơn 0 là sai bởi vì nó có thể bằng 0. Vì mình biết phủ định là tồn tại x thuộc r sao cho x bình phương nhỏ bằng 0 là đúng, bởi vì mình tồn tại số x bằng 0. Tồn tại x thuộc r sao cho x bình phương bằng 5x trừ 4
Bởi vì đây mình chuyển qua đây trừ 50 cộng 4 thằng tồn tại số 1. X bằng 1 được. Thì mệnh đề phủ định của nó sẽ là với mọi x thuộc cái R sao cho x bình khác 5x trừ 4, và mệnh đề sai. Câu C thì tồn tại x thuộc Z sao cho x cộng 1 bằng 0. Đây x sẽ bằng trừ 1 phần 2. Cho nên nó không có tồn tại con số Z này. Z là phải là số nguyên. Đây là sai. Thì đây với mọi x thuộc Z là 2x cộng 1 khác 0 là đúng. Ta đi sang phần bài tập nha các em. Trong câu 1, trong các khẳng định sau, khẳng định nào là mệnh đề, khẳng định nào là mệnh đề chiếu biến? Khẳng định mệnh đề. Đây, mệnh đề đây nha các em. Mệnh đề đây. Còn mệnh đề chiếu biến đây. Mệnh đề chiếu biến. Qua câu số 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của chúng. Đây ta thấy là 2 cộng 2 là 4. 4 thì đâu có chia hết cho 3 nên chia hết cho 3 là sai. Thì mệnh đề của chúng là 2002 không chia hết cho 3. Bi là 3,14 thì nhỏ 3,15 là đúng rồi. Thì phát biểu mệnh đề phủ định của nó là bi lớn hơn bằng 3,15. Câu C, nước ta hiện nay có 5 thành phố trực thuộc trung ương. Đó là Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Như vậy là đúng. Và mệnh đề phủ định là nước ta hiện nay không phải có 5 thành phố trực thuộc trung ương. Câu tam giác có hai góc 45 độ là tam giác vuông cân là chính xác. Là mình đề đúng. Và mệnh đề phủ định là tam giác ABC, tam giác có hai góc bằng 45 độ không phải là tam giác vuông cân. Thêm chữ không phải cho nó là phủ định. Thôi qua bài số 3. Câu B, tứ giác ABCD là hình bình hành. Mệnh đề quy là tứ giác ABCD có hai đường chéo khác nhau tại trung điểm mỗi đường. Phát biểu BCQ và xác tính đúng sai của nó. Phát biểu mình đảo quy BCQ. Thì mệnh đề BCQ là nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì nó có hai đường chéo khác nhau tại trung điểm mỗi đường. Mệnh đề này là mệnh đề đúng. Vì hai đường chéo khác nhau tại trung điểm mỗi đường là tính chất của hình bình hành. Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề BCQ là mệnh đề đó là mệnh đề QCB. Thì nó là nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo khác nhau tại trung điểm mỗi đường thì nó là hình bình hành. Tôi qua bài số 4. Mệnh đề B là mệnh đề nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau. Rồi nếu A nhỏ hơn B thì A cộng C nhỏ hơn B cộng C. A, B, C thuộc R. Thì hai tam giác bằng nhau
là điều kiện cần và đủ để có diện tích của chúng bằng nhau. Diện tích của hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để hai tam giác bằng nhau. A nhỏ hơn B là điều kiện cần đủ để A cộng C nhỏ hơn B cộng C. A cộng C nhỏ hơn B cộng C là điều kiện cần để có A nhỏ hơn B. Mệnh đề đảo của mệnh đề B có dạng T dẫn đến R. Phát biểu nếu tam giác ABC có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau. Mệnh đề này là sai. Bởi vì nó có hai cái diện tích bằng nhau, chưa chắc là nó bằng nhau, có thể là tam giác thường mà có thể là tam giác vuông. Diện tích nó bằng nhau nhưng mà hai tam giác đâu có bằng nhau. Ta qua bài số 5. Sử dụng thuật ngữ điều kiện cần và đủ để phát biểu các định lý sau. Thì mình phát biểu là một phương trình bậc 2 có biệt thức dương là điều kiện cần và đủ để có hai nghiệm phân biệt. Một hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là điều kiện cần và đủ để nó thành thôi. Ta qua bài số 6. Cho các mệnh đề sau, B là giá trị tuyệt đối của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng chính nó. Như vậy là đúng rồi các em. Ví dụ trị tuyệt đối của âm 10 thì nó vẫn bằng 10. Có một số tự nhiên sao cho bình phương của nó bằng 10? Là không có đâu nha, bởi vì căn 10 bình phương mới bằng 10. Là mình ghi là tồn tại n thuộc n sao cho n bình phương là bằng 10. R là có số thực x sao cho x bình cộng 2x trừ 1 là bằng 0. Như vậy có số thực x trong à, có là số thực, tại vì đây là số thực, cái này là được. Như vậy mình này đúng nha các em. Đây. Câu số 7. Xác tính đúng sai viết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đây. Tồn tại x thuộc n sao cho x cộng 3 bằng 0. X cộng 3 bằng 0 thì x bằng âm 3. Nhưng mà đâu thuộc n đâu, nên cái này là sai. Và mệnh đề phủ định của nó sẽ là với mọi x thuộc n sao cho x cộng 3 là các 0. Với mọi x thuộc r thì x bình phương cộng 21 lớn hơn bằng 2x là đúng. Cái này là đúng bởi vì sao? Bởi vì mình có nè. Mình có là x nhưng mà không. Biết mình có cầu màu lớn bằng hay. Và mệnh đề phủ định của nó là tồn tại x thuộc r sao cho x bình cộng 1 nhỏ hơn hay. Câu C. Mệnh đề sai. Vì căn A bình phương mà bằng A, nó chỉ đúng khi là A nó dương thôi nên A nó không âm mà. Nhưng mà đây với mọi thì không đúng rồi. Đây là mệnh đề sai. Và tồn tại A thuộc R sao cho căn A bình phương khác A. Mệnh đề đúng.
Và các em học sinh lớp 10 thân mến, bài học đầu tiên trong sách giáo khoa toán lớp 10 Chân trời sáng tạo đấy là hết rồi nha các em. Và xin chào tạm biệt tất cả các em, hẹn lại clip sau nha. Bye bye.